Ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, những giây phút thật sự bổ ích khi đón xem những video của chúng tôi. Để chúng tôi có thêm động lực gửi đến quý vị và các bạn những video tiếp theo. Còn bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, mưa lũ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới khoảng 600 triệu người dân trên 28 tỉnh thành. Lũ lụt cuốn trôi nhiều nhà cửa, ô tô, xe máy, đồ điện, tivi và tủ lạnh, giường chiếu. Hầu như tất cả đã trôi ra Biển Đông. Được biết, các tỉnh ảnh hưởng nặng nhất của Trung Quốc là tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam và Từ Xuyên. Tổng cộng đã có 393 người thiệt mạng và mất tích vì lũ lụt. Và đây là một trong những tín hiệu cực xấu cho phía Trung Quốc. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này cũng đã đưa ra một cảnh báo mới rằng Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa to gió lớn trong những ngày tới, đặc biệt là những ngày đầu tháng, đề phòng lũ quét, sạt lở và nguy cơ đến con đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, theo các nhà chuyên môn chuyên theo dõi về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Trung Quốc cho biết, nước này đã trải qua hơn 2 tháng cả ngày lẫn đêm sống trong bóng tối, không có ánh dương, sự sống của mặt trời. Bởi vì bầu trời của Trung Quốc trong 2 tháng vừa qua liên tục u ám, đen sì, không có một ngày nào có mặt trời. Hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc nói rằng, trong 40 ngày đêm vừa qua, họ chỉ nhìn thấy nước lũ và cảnh tượng vỡ đê vỡ đập xảy ra, chứ họ không hề nhìn thấy ánh sáng, ánh nắng của mặt trời. Mở mắt ra chỉ toàn nước và đồ đạc cũng bị nước lũ cuốn trôi. Ô tô đi trên nước và bơi trong nước có đến hàng triệu chiếc. Điều này cho thấy rằng Trung Quốc đang bị quả báo đến và Trung Quốc đang bị nhân quả báo ứng, đang bị mẹ thiên nhiên trừng phạt, đang bị đất và trời thay mặt thế giới giáng tội vì những tội lỗi mà ông Tập Cận Bình gây ra cho thế giới. Và hai hôm nay gây ra mưa lớn trên diện rộng, khiến cho toàn bộ các khu vực rộng lớn của miền Nam Trung Quốc lại bị ngập chìm trong biển nước. Nước mênh mông ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu vực hạ lưu của sông Trường Giang. Theo Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 ngoài Biển Đông, từ ngày hôm qua lượng mưa đo được tại lưu vực sông Trường Giang đã vượt mức năm 1998 và năm 2020. Khu vực này được các chuyên gia nhận định là chịu ảnh hưởng của lượng mưa cao nhất trong 60 năm trở lại đây. Theo South China Morning Post đưa tin từ một tuần qua, khu vực Đông Tứ Xuyên, Nam Hoàng Hải, Hoa Bắc Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu đợt mưa kéo dài tiếp theo giữa sự biến dị của thời tiết gây nên những đợt mưa lũ bất thường. Cũng theo Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, từ ngày hôm nay, giải mưa bắt đầu trải rộng từ miền Nam đến khu vực phía Nam, hạ nguồn sông Trường Giang bao gồm các tỉnh Thủy Châu, Trùng Khánh, An Huy, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, có nơi mưa rất to lên đến 600mm. Mưa lớn bắt đầu từ những ngày đầu tháng 9 khiến cho vùng phía đông của khu vực Tây Nam đến Trung và hạ nguồn sông Trường Giang bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Lượng mưa trung bình được ghi nhận tại khu vực này là 220-350mm. Riêng tại Vũ Hán, Kinh Châu và Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc xuất hiện lũ cục bộ. Lượng mưa đo được lên tới 600mm được ghi nhận là phá vỡ kỷ lục. Cũng theo tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, cơn bão mới này cũng đe dọa trực tiếp đến con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc, khiến cho con đập tiếp tục mở thêm 3 cửa xả lũ trực tiếp đe dọa đến 600 triệu người dân của Trung Quốc đại lục. Để bây giờ hàng triệu người dân của Trung Quốc phải gánh chịu hậu quả đau thương. Các nhà phân tích cho biết, hơn 2 tháng vừa qua, Trung Quốc không hề có mặt trời, thay vào đó là những trận mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tục ập xuống đất nước này vì những tai họa do chính ông Tập Cận Bình và giới chức nước này gây ra cho nhân loại. Và giờ đây, ông trời kết hợp với mẹ thiên nhiên đang trút những cơn mưa giận dữ, những đòn giáng đau để trừng phạt những lời cảnh báo đến từ đất nước này, khiến toàn bộ người dân đại lục phải chạy toán loạn, đi tìm những nơi tránh trú trên những đỉnh núi cao hoặc chạy sang biên giới các nước, trong đó có biên giới giáp với Việt Nam của chúng ta. Ngoài ra thì diễn biến mùa mưa bão năm nay tại Trung Quốc rất dị thường, dồn dập tấn công toàn bộ 31 tỉnh thành của đại lục. Nhiều khu vực phải hứng chịu những cơn mưa to đến rất to lặp đi lặp lại liên tục trong suốt hơn 2 tháng vừa qua. Ngoài thiệt hại về người thì siêu bão còn phá hủy hàng ngàn nhà cửa của người dân. Những đàn gia súc cùng với những vật dụng có giá trị như ô tô, tủ lạnh, tivi cũng bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Hàng triệu hecta hoa màu của người dân bị ngập nước, khiến cho người dân phải khốn đốn, đói khát nghiêm trọng. Hiện tại thì tình hình mưa bão ở Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trung Quốc còn đón nhận một tin cực sốc khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nhà nước Trung Quốc, một cơn bão mới đang hình thành ở ngoài khơi Biển Đông. Vào ngày hôm nay, khoảng 24 giờ tới nó sẽ đổ bộ vào nước này, nhiều khả năng nó sẽ mạnh dần khi đổ bộ vào đất liền, gây ra mưa lớn và gió giật mạnh. Thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành khác của Trung Quốc sẽ tiếp tục bị lũ nhấn chìm. Và nếu như điều này xảy ra, con đập lớn nhất hành tinh mang tên Tam Hiệp sẽ tiếp tục mở thêm vài cửa xả nữa để xả nước. Bởi mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đã vượt quá mức nước báo động đỏ lên tới 15 tỷ mét khối nước, nguy cơ vỡ đập lên tới 100%. Hiện cơ quan cảnh báo động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở của Trung Quốc đã phát đi các thông báo khẩn cấp bởi tình hình hiện tại của Trung Quốc đang hết sức khẩn trương và cấp bách, ngàn cân treo sợi tóc. Kính thưa quý khán giả, miền Nam Trung Quốc vẫn đang tiếp tục có mưa lớn trong lúc thành phố Nghi Sơn, tỉnh Hồ Bắc đang xảy ra thảm họa lũ lụt.
và 3 ngày trước đó một thành phố khác sắp đập Tam Hiệp của tỉnh Hồ Bắc lại xuất hiện vòi rồng. Trong cùng ngày, Thượng Hải xuất hiện dị tượng, đang trong thời điểm ban ngày nhưng trời bỗng nhiên tối sầm, mưa lớn không ngừng và Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc xuất hiện vòi rồng. Gần đây, thời tiết tại Trung Quốc đại lục vô cùng bất thường, xuất hiện nhiều trận mưa to, gió lớn và thảm họa lũ lụt. Thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc vào 2 ngày trước đó đã xảy ra mưa lớn khiến giao thông bị gián đoạn. Trong cùng ngày, tại thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc xuất hiện vòi rồng. Vào khoảng 7 giờ tối, đoạn đường gần thôn Sông Tiền bị vòi rồng tấn công, hàng chục cây to ven đường bị bật gốc, nhiều nhà bị tốc mái, mái tôn bị thổi rơi xuống đất và biến dạng. Hiện trường trở thành một khung cảnh lộn xộn, một số cơ sở nông trại ở gần đó và xe cộ cũng bị hư hại, tạm thời chưa có báo cáo về thương vong. Khi vòi rồng tấn công, bầu trời trong chốc lát biến thành âm u, mưa to, gió lớn phá hủy dây điện, gây chập điện. Gió lớn cũng thổi đổ lều lán, cây cối, biển chỉ đường, lượng lớn đồ vật bị cuốn lên bầu trời, có một số xe cộ bị hư hại. Hiện tại, dưới tiêu đề vòi rồng ở Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, trên Weibo đã thu hút được 740.000 người xem và theo dõi bình luận. Trước đó, khu vực Nội Mông Cổ cũng xuất hiện vòi rồng khổng lồ. Kính thưa quý vị, kể từ khi bắt đầu được đề xuất vào những năm 1950, đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới đã gây ra tranh cãi ở Trung Quốc và giờ đây đang đặt ra nhiều yêu cầu phải thanh tra các vết rạn nứt và những thiệt hại đến môi trường của nó. Mưa lớn đang hoành hành trên một nửa đất nước Trung Quốc khiến cho một số chuyên gia thủy văn cảnh báo rằng với áp lực gia tăng đập Tam Hiệp. Kính thưa quý vị và các bạn, tại Thượng Hải, vào hôm qua chính quyền liên tiếp phát cảnh báo sấm sét màu vàng, cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, cảnh báo gió lớn màu vàng. Đến 1 giờ chiều cùng ngày trời đột nhiên tối sầm, sau đó mưa lớn ở Thượng Hải yếu đi thấy rõ. Đến 3 giờ chiều, chính quyền đã gỡ bỏ cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, nhưng dự báo từ tối cho đến sáng ngày mai sẽ lại xuất hiện mưa lớn. Theo tìm hiểu, từ khi Thượng Hải bước vào thời kỳ lũ định kỳ trong tháng này đã xuất hiện 4 đợt mưa lớn. Lượng mưa trung bình nhiều hơn thấy rõ so với các năm. Khu vực thành phố phổ biến gấp 3 lần, trong tương lai vẫn tiếp tục có mưa dầm. Tình hình lũ ở trung và thượng lưu sông Trường Giang tiếp tục diễn biến xấu. Điều đáng chú ý là hiện tại thảm họa do mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự tính trong 3 ngày tới nhiều tỉnh thành miền Nam vẫn sẽ có mưa lớn, cảnh báo cần nâng thêm một cấp. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc từ lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng. 13 con sông ở các nơi như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây có mực nước lũ trên mức cảnh báo. Dự tính trong thời gian từ 6 giờ sáng ngày mai đến 6 giờ sáng ngày tiếp theo, vùng Đông Bộ tỉnh Quý Châu, Bắc Bộ tỉnh Hồ Nam, Đông Bắc tỉnh Hồ Bắc, Đông Nam Bộ tỉnh Hà Nam, phần lớn tỉnh An Huy, tỉnh Giang Tô và Thượng Hải sẽ có mưa lớn. Trong đó, Đông Bắc tỉnh An Huy, Trung Nam Bộ tỉnh Giang Tô có mưa rất lớn, lượng mưa từ 100 đến 200mm. Một số khu vực nói trên kèm theo mưa nặng hạt, lượng mưa lớn nhất lên đến 130 đến 250mm mỗi giờ, có nơi trên 370mm. Trang website của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng cho hay, từ 6 giờ sáng ngày hôm nay cho đến 6 giờ sáng ngày mai, một số nơi thuộc khu vực Hoàng Hải Giang, Hoài Giang, Nam Tây Nam vẫn có mưa lớn đến mưa rất lớn. Bộ phận lưu vực các sông Trường Giang, sông Hoài, Thái Hậu, Chu Giang sẽ xuất hiện mực nước dâng cao. Thượng nguồn Thái Hồ, sông Hoài có khả năng xảy ra lũ vượt mức cảnh báo. Sông vừa và nhỏ ở một số khu vực xuất hiện mưa lớn có thể xảy ra lũ tương đối lớn. Trong đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc từng công bố miền Nam Trung Quốc từ tháng 12 đến nay đã trải qua 5 đợt mưa lớn. Tính đến ngày hôm qua, toàn Trung Quốc có 16 tỉnh thành lâm vào cảnh khó khăn do thảm họa mưa lũ, hơn 10 triệu người bị ảnh hưởng. Kính thưa quý khán giả, mưa lũ đã xảy ra nhiều tháng này ở Trung Quốc và tập trung nhiều ở các tỉnh miền Trung và miền Nam nước này vào những ngày qua. Ngay sau khi người dân Trung Quốc đồn đoán về những dị tượng lại xuất hiện ở đập Tam Hiệp và ở rừng núi Vũ Hán, một trận động đất và bão cát đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên. Chỉ trong vòng 3 phút đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Những thảm họa liên tiếp xảy ra sau đó đã khiến cho người dân nước này hoang mang tột độ. Chỉ hai trận vỡ đê thuộc tỉnh Sơn Tây và tỉnh Giang Nam đã xảy ra khiến cho 23.000 người dân của Trung Quốc bị cuốn trôi. Hai con sông nổi tiếng nuôi sống người dân Trung Quốc hàng ngàn đời nay là sông Hoàng Hà và sông Dương Tử, giờ đây trở thành cơn ác mộng của người Trung Hoa. Nhiều người dân Trung Quốc bây giờ sống theo thói quen của những tù nhân tử tù khi chọn giải pháp ngày ngủ đêm thức, đề phòng nước lũ ập về vào ban đêm. Bóng đêm chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với họ, vì vỡ đê vào ban đêm trong lúc đang ngủ là thời điểm nguy hiểm nhất. Nhiều gia đình đã phải sắm những chiếc xuồng nhỏ, buộc sẵn cao su vài ba lớp xung quanh mạn xuồng để nếu nước lũ tràn về, họ có thể tự cứu sống mình bằng chiếc xuồng nhỏ đó. Tất nhiên biện pháp đó chỉ hữu hiệu khi nước lũ còn nhỏ, còn chuyện vỡ đê như ở Sơn Tây chìm đắm cả một huyện thành thì chỉ có ông trời mới cứu thoát. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Một lần nữa thay mặt cho kíp làm chương trình, Thúy Vân xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.